Đấy. Đéo, nó đéo. À. Cái gì nhau đấy nhỉ? Má, hôm bữa cái cam đây nó ấy quá, không to. Đâu, bè mẹ nó dưới luôn cơ. Nhìn gì vậy? Cối, dưới luôn cơ. Ông tôi chạy á. Ai cái đèn lên cao mà không ai? Hả? Nó dưới kìa. Không to được. Phải xuống rồi dính. Kìa ông, nó xuống mình không dính kìa ông. Đây đây có rồi, cây đây có cây ba chân à gần sát lấy mới ấy được. Ờ dính rồi đâu dính không? Dính. Chưa, còn nhảy cái mà dính đâu mà dính. Dính ông rồi, thấy không? Chưa, nó còn đậu nhìn xuống cái mà. Cái keo rớt không? Cây keo rớt không? Rớt không? Đâu quá. Ủa sao chim sâu mà, sâu. Chim hút mật rõ ăn cái sâu che má không đi trĩ mà mắt mũi đâu. Dính đâu? Vậy đâu? Người nghĩ sao rồi ai về cu? Anh đẹp quá mày. Không, cái cây nó rớt đâu. Cái keo nó dính ở trên cây nhánh á. Cái nó còn dính cây nhánh ít quá. Con ấy sợ nhát mẹ nó, nó nhẹ má cây kia dính. Rồi đó. Đó. Nó có không? Sao chim tơ không à? Chim tơ hay chim mái không à? Nó dặn lắm. Và lại nữa kìa, đùa má tức quá. Cái ca này quay dơm nó ít ngon quá. Cả nắng nè. Ngược sáng. Rau, dính. Chưa. Dính đâu? Đủ quá hay ta. Thôi. Nhắc sao? Thôi. Bình tĩnh ơi, trên nó dính cái chân rồi từ nhỏ dễ dính cái cánh nữa nên là này dính à. Giờ bắt đầu lên cái kia bà rỉa rỉa cái chứ. Con Huy là mình là đậu mấy cành ướt xong đậu kia không dính không? Ừ. Được á, được. Đúng rồi. Không tới được. À. Bẻ ba con chim vô dọc cái bộ. Đây kia không chết đâu. Hình như là nhớ con chim nhữ ấy, nó không có hăng không? Chim mái mà hăng không? Quậy. Ông biết ông cái ông có má cô mang chim mái tôi kìa. Má chập mau kẹp cô dứt luôn. Màu rồi khác, không mặc nó khác á. Không mặc đâu ai mà mái đâu, con mình tôi thôi. Mới gì đâu. Đâu, giờ. Đây đâu. Má cái thao này đặt theo cái chỗ đó. Có mấy cái điện thoại Xiaomi rồi của Trung Quốc ấy. Được, máy giờ nó là vô xe lét giờ nữa đó. Giờ trên tay đi được. Con kia sao nó đầu đấy mà nó không xuống, nó không dính keo rồi cho đầu trên này, con ở trên này đẹp hơn nè. Đấy đây đang chìm xuống nè. Đấy trời đầy luôn đấy, đấy con nó đẹp hơn mà chứ nó cũng còn tơ. Rồi, ba con, bốn con. Ồ, nó khôn rồi, nó biết rồi ông ơi. Xuống rồi, thấy keo nó bay rồi. Được không? Keo đánh xuống nó bóng rồi. Ủa, con này đen, chẳng thui. Bình tĩnh. Nó rớt cái này im đấy. Từ, cái này dính mấy con kìa. Con đâu, dính luôn à. Chạy ngựa con trên. Mèo có được con à. Ngựa kia đẹp lên luôn anh, ngựa gì không? Chặt mái à cô. Đâu biết đâu, từ này à. Ông coi thử ơi, phải sắp pháo không? Tôi ở nhà tôi thấy gì, ở nhà là con xanh tím mà má ông kêu... Cái độ quyên bèo quỷ đều dính mít, ông muốn tôi cho ông con. Đeo. Ý muốn tôi bậy không? Tôi kêu mẹ quầy mình, tôi bậy dính á. Kêu hay không? Ừ. Được à, mà cái nuôi khó lắm. Đây đâu, ăn gì? Lên đâu. Nó hút mặt vô nãy sâu đâu à. Tao đưa em, bậy đâu. Đừng coi thử máy chiên. Cái đâu, bé. Chiên. Tơ. Cô hai mái.
cô cô nói là nó đậu dưới kem không à? Đầu y bay nhức nách. Cô là nó cô là nó biết đâu là đang lên cho nên là máy là nó chỉ có đây không, nó máy chỉ có nó dây không, nó ngay cổ không được máy theo nhức nách chặt táo luôn theo thôi không bị không bị không bị không bị hư lông gì đó, không bị hư lông gì đó. Rồi, rồi chờ chim rồi. Không, má nhức nách. Má nhức nách liền, má con còn lòng không má. Con, phỉ quá phỉ. Phỉ quá không, rầu dưới nữa nè. Rầu đây đi, đi, cho bèo này. Ôi bèo kia rồi. Còn đó, còn đó. Bây giờ bây cầm mẹ. Má khẩu ông nào có nhèo nào, mày mấy gì ta? Mày làm gì, mày áo hơn. Má mày mới tôi bỏ hả? Chị, cái con này ông nhét cho tôi bỏ con chi mà. Là cái con ông đâu ông Tôn sao không bỏ đây luôn. Sao em tụi mày mười mấy cái tôi bỏ à? Kêu quay lại về lại làm gì để bắt tôi đi từ trường bắt mấy chục con nữa. Mười mấy con hả? Mười mấy con. Trời nãy đang mưa rồi mà ít chứ lắm. Mà mưa thì mắc bác thì biết là có nhiều chi. Hồi 17 với nhỉ nhiều mày bán cho ai cô? Nhiều lắm, máu ông chủ ho gì miền Trung nè. Rồi máu anh cho mày cảnh rồi dưới tiêu que rồi nữa. Đừng bán bớt cho anh em dịch là đeo cai vô mua rồi đeo còn có mấy ông chung chung khẻ không à dưới tiêu que rồi kêu người ta đẹp con biết con còn ở trên cây này taxi nào con đẹp tôi mà vậy rồi vậy đó nha siêu lưng biết không má kìm tiền tay đủ má kêu gì kìm tay kêu kêu là vé đó đây là ghét luôn. Vé nào chim chiêm khi nào về khi nào mà dính vào chân bóc không mẹ dính vào bạch tạng không bóc vô tàu không không cần tránh đâu bông.